Cây thiên môn, một loại cây dược liệu thường được dùng trong các bài thuốc như trị ho, suy nhược cơ thể, làm đẹp da, với nhu cầu sử dụng rất lớn từ các cơ sở chế biến dược liệu. Nắm bắt được điều này, nhiều hộ dân tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh đã mạnh dạn đầu tư trồng cây thiên môn với triển vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chương trình Nông nghiệp sạch cùng nhân vật trải nghiệm mời quý vị tìm hiểu về mô hình trồng loại cây này. Chỗ này nhà mình rộng bao nhiêu hecta ạ? Chỗ này là riêng thiên môn 2 hecta đây. Trồng cây thiên môn có khó không ạ? Nói chung là cây thiên môn này mà nói khó thì cũng có khó, mà dễ quá dễ. Vì đất phải đất cát là một, hai là cái xới đất ấy là phải cúc sâu xuống mới trồng được cây này. Trồng lên một năm ấy thì nó lên tốt như thế này ấy, nó cao này ấy, thì dây nó có gai, rất vướng, chăm sóc đấy, làm cỏ rất khó khăn. Nên tôi phải làm giọt giọt, tưới ngầm dưới bạt hết, mà phủ bạt không cho cỏ lên. Nói chung là bệnh thật thì cây này nó không có bệnh thật mấy. Nhưng cái này chỉ có mẫu cỏ thì làm rất ở dưới rãnh thôi, trên là tôi phủ bạt hết. Tại sao bác lại trồng giống cây thiên môn này mà không phải là giống cây khác? Trồng cái này tôi thế làm cái thế được. Cụ thể cái giá cả rất cao. Trồng xong cái đầu ra thì có cơ quan kết hợp với tôi để thu nhập cho tôi. Là tôi rất ổn định cái chỗ để cho tôi an tâm, tôi đầu tư, tôi thu hoạch. Mình có thể khai thác được từ lá hay từ quả được không ạ? Từ hoa có, được không nói ạ? Nói chung là cái cây thiên môn này nói chung là tận dụng như nhà tôi thì dùng bằng hết. Cái quả này thì bán trên viện nông thu là 2 triệu một cân, năm giống. Còn cái lá, cái cây này thì tôi chăn hiêu nai là cắt về cho hiêu nai ăn. Rất là có lợi cho đấy. Tức là tối đa đấy ạ, triệt để luôn ạ. Ừ, đấy, thật sự như thế. Gốc cây thiên môn này có nhiều củ không ạ? Tốt thì được khoảng 3 cân, không 2 cân. Trồng khoảng bao lâu thì thu hoạch được hả bác? À, thường thường là 2 năm đến 3 năm. Nhưng mà có vốn thì được 3 năm thì giữa củ nó to mà nó nhiều hơn, năng suất hơn. Cháu không nghĩ củ này lại bé như vậy, cháu tưởng phải to như củ khoai lang. Củ này nó chỉ to, này nó chỉ dài một chút, dài 20 phân nhưng mà ngón tay thôi. Với cây dược liệu thiên môn này thì có tác dụng như thế nào ạ? Cái cây thiên môn y học cổ truyền gọi là thiên môn đông, có cái giá trị rất là cao, chữa về các bệnh liên quan tới phổi, chữa về ho, hen, phế quản và viêm họng. Củ thiên môn đối với nữ thì có một cái tác dụng rất là tốt, thuộc nhóm bổ thận âm, giúp cân bằng nội tiết tố ở nữ. Và đặc biệt, nữ khi uống vào ấy, có một cái làn da rất là đẹp. Thơm quá anh ạ, em ngửi mùi này thấy người nó khoan khoái và rất là thoải mái. Cây dược liệu thiên môn khai thác có khó khăn lắm không ạ? Ngày trước ấy, khai thác củ thiên môn rất là khó vì chủ yếu là mọc ở cái vùng núi đá. Nhưng hiện nay đã được thành phố Uông Bí quy hoạch trồng theo cái chương trình Việt Gáp, được Viện Dược liệu Trung ương cố vấn trực tiếp. Và chúng tôi có liên kết với các hộ dân trồng, giúp cho bà con thu nhập về kinh tế tốt. Thế và chúng tôi thì có được một cái nguồn dược liệu rất là sạch để sản xuất thực phẩm chức năng. Các sản phẩm này thì đều đạt những cái quy chuẩn chất lượng có công bố của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, đạt 4 sao thuộc chương trình OCOP của tỉnh Quảng Ninh. Thế và chúng tôi cũng đã làm cái chứng nhận liên quan tới HACCP, tức là chống các cái mối nguy nhiễm khuẩn trong sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm. Nằm trong đề án đầu tư kinh phí hỗ trợ quy hoạch vùng dược liệu của Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với thành phố Uông Bí, mô hình trồng cây thiên môn mở ra một hướng đi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.